nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như tìm ra những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đại hội có 87 đại biểu, đại diện cho 1.344 hội viên trong toàn xã. Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của hội đã có bước phát triển khá toàn diện, ngày càng chú trọng đi vào chiều sâu, chất lượng sinh hoạt hội ngày càng được nâng cao. Phát huy lợi thế của địa phương, chị em phụ nữ đã tích cực phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở rộng đa ngành nghề. Các mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác của phụ nữ đã thực sự phát huy hiệu quả, nhờ đó thu nhập bình quân từ 150 triệu đến 250 triệu đồng trên năm. Với những giải pháp cụ thể, đa dạng hình thức hoạt động nên các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp hội phát động luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của chị em. Vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình được hội viên phụ nữ Cam Thành phát huy. Vị thế của tổ chức hội ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin trong chị em. Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, Hội Phụ nữ xã Cam Thành tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt 8 tiêu chí về xây dựng gia đình 503 sạch, triển khai cho chị em học tập về các phong trào thi đua của vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao các giá trị truyền thống của gia đình Việt. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Chị Nguyễn Thị Duyên được tín nhiệm tái cử chủ tịch hội. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 15 đồng chí.